could be us. So back to what I was saying. Could be us. Nữ hoàng đốt tiền tiêu 3 tỷ đồng chưa đầy một tiếng. Từ Hào Ánh, vở danh ca Hồng Kông Trần Dịch Tấn, nổi tiếng là người phá của tiêu tiền không tiếc tay. Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều trao nam vừa giỏi kiếm tiền lại vừa khéo chiều vở như Vì Tiểu Bảo, Trần Tiểu Xuân, Đỗ Giang, Huỳnh Hiểu Minh, Ngô Tôn. Tuy nhiên, chiều vở đến mức tiền kiếm được chỉ để vở tiêu thì có lẽ ai cũng phải ngưỡng mộ nam ca sĩ nổi tiếng Trần Dịch Tấn. Vợ chồng nam ca sĩ họ Trần thực sự là một cặp đôi hoàn hảo, khi chồng thì giỏi kiếm tiền, còn vợ thì lại rất biết tiêu tiền. Thậm chí, Từ Hào Ánh, vợ Trần Dịch Tấn còn được mệnh danh là nữ hoàng đốt tiền của Hồng Kông. Trần Dịch Tấn từng có phát ngôn khiến tất cả các bà vợ đều cảm thấy ghen tị rằng kiếm tiền là để vợ tiêu, thế nên vợ tiêu tiền của tôi là điều đương nhiên thôi. Thế nhưng, khả năng tiêu tiền của Từ Hào Ánh lại không hề đơn giản. Không phải vô duyên vô cớ mà cựu diễn viên TVB này lại được mệnh danh là nữ hoàng đốt tiền của Hồng Kông. Thậm chí, cứ thi thoảng, báo chí lại trổ lên tin đồn. Trần Dịch Tấn quyết định ly hôn vì không chịu nổi người vợ phá của. Hôn nhân của Trần Dịch Tấn đứng bên bờ vực sụp đổ bởi người vợ chỉ biết ném tiền qua cửa sổ. Tuy nhiên, thực tế chứng minh rằng hai vợ chồng Trần Dịch Tấn, Từ Hào Ánh vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau bất chấp mọi lời đồn đoán. Và Từ Hào Ánh vẫn ung dung mua sắm, tiêu tiền, quẹt thẻ của chồng đến mọi tay mà không bị bất cứ lời phàn nàn nào từ người chồng nổi tiếng đổi vợ lên đầu. Cô nàng thậm chí từng khiến người khác choáng váng khi vung tay mua sắm hết 810.000 nhân dân tệ, gần 3 tỷ đồng chỉ trong vòng, chưa đầy một tiếng đồng hồ. Mỗi lần đi mua sắm là mỗi lần cô vác về cả núi hàng hiệu xa xỉ. Nhiều lần, Trần Dịch Tấn cũng bị bắt gặp đích thân đưa vợ đi mua sắm và xách cho cô cả núi đồ về nhà. Với một mẫu túi hàng hiệu mà phu nhân họ Trần yêu thích, cô sẽ yêu cầu mua đủ tất cả các màu, từ đồ dùng thường ngày đến trang phục, trang sức của Từ Hào Ánh, tất cả đều phải là hàng hiệu xa xỉ. Thậm chí, đến móc treo quần áo trong tủ đồ của cô cũng là của thương hiệu Chanel đắt đỏ. Tuy nhiên, nói về đồ đốt tiền của mình, Từ Hào Ánh chỉ nhận mình ở mức trung bình khá, bởi cô cho rằng cô không có sở thích sưu tầm trang sức đắt đỏ hay siêu xe nó kia mà thường chỉ đổ tiền vào quần áo, trang phục là chính.